Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ xem cái bài tiếp theo có tên gọi là Cascading Stylesheet. Đây là cái ngôn ngữ rất quan trọng cho việc xây dựng web, ứng dụng web, xây dựng giao diện ứng dụng web. Trên thực tế thì cái từ người ta thường nhớ đến cái tên của ngôn ngữ này bằng cái tên viết tắt nhiều hơn là cái chữ đầy đủ, cho nên có đôi khi các bạn gọi CSS thì lại dễ, người ta dễ nhận ra luôn, dễ nhận ra hơn so với việc gọi Cascading Stylesheet. Thế thì để xây dựng một cái trang HTML, một cấu trúc HTML để từ đó sinh ra được cái trang web hoàn chỉnh ấy, thì người ta dựa vào mã HTML kết hợp với mã CSS. Thì trong đó HTML chính là cái mã dùng để mô tả dữ liệu dựa theo cái nguyên tắc về phạm vi. Tức là tôi muốn rằng đây là tiêu đề thì tôi sẽ dùng cái cặp dùng cái tag H1, ví dụ như vậy ha. Thì khi dùng tag H1 để mô tả dữ liệu tiêu đề thì mình nhớ rằng nguyên tắc của HTML là mình sẽ có start tag và end tag để giới hạn phạm vi dữ liệu mình muốn chỉ cho trình duyệt biết đâu là tiêu đề, đúng không? Ví dụ như là mình muốn mô tả đâu là một cái đoạn văn thì mình dùng tag p, đúng không? Thì việc mô tả dữ liệu như thế là để nó hiểu đó là đoạn văn, đó là tiêu đề, đó là hình ảnh, là video hay là một cái gì đó, đúng không? Trong trường hợp mà mình muốn trình bày theo các cái mục tiêu của thiết kế đồ họa, tôi muốn nó lệch sang phải, muốn nó nổi lên ha, muốn nó thể hiện theo cách như thế nào đó, như cái bên đồ họa art design người ta thiết kế đó, thì mình phải dùng đến cái ngôn ngữ thứ hai để định dạng cho những cái thông tin đó, nó gọi là CSS. Thì trên cái màn hình các bạn đang nhìn thấy người ta minh họa cái hình này, tôi đi kiếm ở trên mạng đấy ha, thấy ai đó vẽ. Tức là các cái trang web muốn sinh ra được thì đã dựa vào HTML kết hợp với CSS. Đó, thế thì về phần tổng quan này, cái này bạn tự đọc trong cái tài liệu ha. Tức là bản chất của HTML thì nó rất rõ ràng, tức là anh dùng tag để mô tả dữ liệu dựa trên cái nguyên tắc về giới hạn phạm vi thôi. Đó. Thế nhưng mà nếu như theo cái truyền thống ban đầu mà anh dùng HTML để định dạng thì có nguy cơ trở nên khó khăn, phức tạp cho cái việc mà sử dụng mã để định dạng, và có cái điểm là có thể dẫn đến cái chuyện là sau này sửa chữa điều chỉnh lại cái mã để thay đổi theo cái yêu cầu của cái việc mà bảo trì là sẽ rất khó khăn, cho nên là dùng HTML mà để định dạng là không nên tốt, không nên, không thuận lợi. Rồi để tăng cao cái việc mà khả năng tương tác cho tốt thì người ta mới xây dựng lên cái khái niệm về cái ngôn ngữ mới, ngôn ngữ HTML. Thế thì chính vì thế mà mình thấy rằng là từ khi HTML được công bố là một sử dụng làm cái tiêu chuẩn để mô tả dữ liệu trên nền tảng của dịch vụ web và năm 91 ấy, thì mãi đến năm 1996 thì người ta mới đưa ra được một cái ngôn ngữ mới. Tức là người ta thấy rằng là nếu mà dùng HTML mà vừa để mô tả vừa để định dạng thì rất khó để xây dựng được những cái trang web mà như mong đợi của cái người dùng, hay là những cái trang web có thể hấp dẫn được cái người dùng của người dùng internet. Cho nên là vào năm 96 người ta đưa ra cái phiên bản đầu tiên của CSS như là một cái giải pháp để khắc phục cho những cái nhược điểm của HTML khi mà cần xây dựng các cái trang web để chạy trên internet. Thế thì ở đây thì mình thấy rằng CSS bản chất nó chỉ là một cái ngôn ngữ dùng để định dạng, dùng để trình bày đối với dữ liệu của web do các cái cấu trúc HTML tạo nên thôi. Thì có những ưu điểm mà mình cần lưu ý ha, người ta từng đề cập có nhiều, nhưng đây là ba cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là nếu mà dùng CSS thì nó sẽ nâng cao khả năng tái sử dụng.
Trong trường hợp này là tái sử dụng mã định dạng, mã trình bày ở nhiều nơi khác nhau, tức là tôi đã định dạng cái tiêu đề là với cái đặc điểm như vậy rồi, thì sau này tôi muốn áp dụng cái định dạng đó cho cái tiêu đề thì tôi chỉ việc sử dụng cái mã định dạng đã xây dựng thông qua một cái tên tên mà mình đã định sẵn, đúng không? Cái việc làm như thế nào thì phần sau mình sẽ nói tiếp ha. Đã phần việc tách biệt giữa mã định dạng và HTML thì nó thể hiện cái tính chuyên nghiệp và cái tính rõ ràng trong việc mà xây dựng mã cũng như là quản lý các cái mã nguồn. Tức là HTML thì nó nằm riêng mà CSS nằm riêng, không có nằm chung. Nếu anh để chung thì tức là trong cùng một nơi anh vẫn phải dễ bị phân tâm ha, chia sẻ cái suy luận trong cái việc mà giữa hai cái loại ngôn ngữ cùng một lúc. Ở đây nó cho phép trong CSS, khi sử dụng CSS nó cho phép mình có thể tách biệt hai cái phần việc này ra, tầng CSS nằm riêng và tầng HTML nằm riêng. Đó. Và một cái ưu điểm nữa của CSS người ta vẫn thường nói đến đấy chính là cung cấp cái khả năng đồng bộ trong việc định dạng ha, định dạng. Ví dụ như các bạn chỉ định tag A là tag anchor tag, đúng không? Nếu như tag A mà mình định dạng nó là chữ xanh không có gạch chân thì tất cả các A nó đều có đặc điểm như vậy. Đó. Hoặc ví dụ các bạn quy định cái tag H1 là size chữ là phông chữ có kích thước là 54 chấm điểm đậm và có màu đỏ, thì tất cả những H1 trên toàn bộ cái cấu trúc của trang HTML đấy thì nó sẽ có đặc điểm đúng như thế, là ví dụ như vậy. Thì đây nó cung cấp khả năng đồng bộ trong việc thể hiện dữ liệu ở đây theo cái tổng thể, các cái mức độ bao quát lớn ấy, ha. Đó. Nếu nói như thế thì làm sao mà có thể sử dụng tốt CSS cho cái việc mà xây dựng web, thì ở đây nó có bốn cái đặc tính thôi. Các bạn nắm được bốn cái này là giải quyết được. Thứ nhất là nắm vững về các cái khái niệm về selector. Tôi dùng CSS mà không làm chủ được selector thì sẽ là thua, sẽ không làm được. Ở đây lát nữa mình sẽ đề cập selector là gì sau, đúng không? Vấn đề thứ hai ấy, là có bao nhiêu hình thức tham chiếu và mức độ ưu tiên của các hình thức tham chiếu như thế nào thì mình cũng phải nắm được. Đó. Vấn đề thứ ba nữa là các bạn phải nắm được, hiểu rõ về vấn đề mà sử dụng đơn vị đo. Thì cái này cũng dễ thôi. Đơn vị đo thì có thể mình muốn đo kích thước, khoảng cách thì mình có thể dùng đơn vị như thế nào cho nó thuận tiện, hay là về màu sắc, vân vân. Vấn đề thứ tư nữa là mình hiểu rõ về ý nghĩa cũng như cách sử dụng các cái thuộc tính tác động đến các thành phần ở HTML ở trên cái trang trên trang web thì mình sẽ dùng nó sẽ tốt hơn, đúng không? Đó là bốn vấn đề phải nắm được, phải hiểu rõ và dùng tốt selector. Thứ hai là biết chắc chắn về cái tham chiếu của CSS, cái nào ưu tiên cao nhất, cái nào ưu tiên thấp hơn, đúng không? Đơn vị đo thì kích thước, và cái cuối cùng đó chính là cái thuộc tính. Thuộc tính thì trong cái bài này tôi giới thiệu những cái thuộc tính tiêu biểu và thường dùng rồi. Còn những cái thuộc tính mà đặc biệt ít dùng thì các bạn tra cứu trên W3 School, trên đó là chuẩn nhất. Thế thì vấn đề đầu tiên khi nói đến việc mà cascading, tức là sử dụng CSS cho việc định dạng, thì cái cú pháp để sử dụng, đây là cú pháp chuẩn, đúng không? Thì sẽ phải dùng như thế nào? Thế thì mình nhớ rằng trong tất cả các cái trong quá trình định dạng, trong quá trình mình trình bày thì các bạn phải chỉ ra rằng là thứ nhất là đối tượng các bạn muốn tác động là đối tượng nào. Đấy, cho nên chỗ này mình thấy có ở đây cái thằng thứ nhất. Ví dụ tôi muốn tác động cái H1 thì tôi sẽ chỉ ra cái thằng muốn tác động gọi là H1. Tôi gọi tên H1 thôi. Tôi muốn tác động định dạng lên cái đoạn văn tag P chẳng hạn. Thì lúc này tôi sẽ chỉ ra cái thành phần, cái T, cái đối tượng muốn tác động trên văn bản, trên HTML là P. Hoặc ví dụ tôi muốn tác động lên image trên hình ấy, thì tôi sẽ chỉ tên cái tag ở đây là IMG, đúng không? Nói chung muốn tác động lên thằng nào thì các bạn phải chỉ ra cái thằng đó, và kỹ thuật cái đó, cái ý nghĩa như vậy nó gọi là selector, đúng không? Các bạn phải selector. Vấn đề thứ hai là mỗi thằng tác động thì có thể có rất nhiều cái đặc điểm, các bạn muốn tác động lên rất nhiều đặc điểm của nó. Ví dụ tác động lên kích thước, tác động lên màu sắc, tác động lên khoảng cách, đấy, vân vân, đúng không? Như vậy có nhiều tác động cho nên các bạn phải bắt đầu
phải có tiếp theo sau selector là các bạn phải có cái cặp giống hoặc nhọn, đúng không? Tại vì có nhiều hơn một lệnh mà. À, đây thực ra thì nó quy ước anh cứ chỉ lệnh ra để tác động thì anh phải mở và đóng hoặc nhọn, đúng không? Vấn đề tiếp theo nữa là bên trong này có thể có nhiều lệnh để tác động, thì mỗi một lệnh như thế thì người ta gọi nó là declaration. Đây, mỗi một lệnh như vậy thì người ta gọi nó là declaration, đúng không? Một khai báo đó. Thì mỗi một declaration nó sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là attribute hay là property. Tôi muốn tác động lên màu sắc thì tôi chỉ là color. Tôi muốn tác động lên kích thước của chữ viết thì tôi sẽ chỉ ra là font size, đúng không ạ? Nó gọi là chỉ ra cái cần tác động, thuộc tính, cái tính chất cần tác động. Rồi gán giá trị nào cho cái thuộc tính đó thì chính là value. À, value ha. Ví dụ tôi muốn tác động cái thằng color này với màu là màu xanh thì tôi sẽ gán value sẽ bằng blue. Ở đây thì việc gán không dùng dấu bằng mà dùng dấu hai chấm, nhớ nha, dấu hai chấm. Tương tự tôi muốn quy định kích thước là size chữ là 12 thì tôi chỉ value là 12. Ở đây tôi hiểu 12 gì thì tôi phải nắm được cái đơn vị đo là như vậy đó. Rồi tôi gán giá trị này cho cái property này, đúng không? Đó. Và việc gán đấy được thực hiện ngăn cách hai thành phần này thông qua dấu hai chấm. Thế thì túm lại, anh muốn selector muốn thực hiện dùng selector để tác động lên các thành phần ở trên trang HTML thì mình sẽ phải chỉ ra, thứ nhất phải selector chỉ ra cái cần tác động ha. Và sau khi mà selector ta chỉ ra cái cần tác động rồi thì mình phải mở ngoặc nhỏ, đúng nhỉ? Phải có mở ngoặc nhỏ để mô tả cái phần dữ liệu mà mình sẽ cần tác động đến thằng đó là nằm trong giới hạn từ đây cho đến đây, đúng không? Và trong cái phần như thế thì bao gồm các cái declaration, tức là các cái khai báo dùng để tác động lên cái thằng mà mình đã chọn. Thì mỗi một declaration gồm có hai phần, đấy là phần property, tức là cái thuộc tính muốn tác động, và giá trị sẽ gán cho thuộc tính đó, ngăn cách với nhau bởi dấu hai chấm, đúng không? Và mỗi một cái declaration thì kết thúc một cái declaration các bạn phải dùng dấu chấm phẩy, đúng không? Thì đối với dân công nghệ thông tin thì cái dấu chấm phẩy này nó cũng tương đối quen thuộc, đúng không? Đã giống như trong lập trình các bạn biết, tức là kết thúc một lệnh thì chấm phẩy. Đó. Khái niệm đây là cú pháp chuẩn ha, của W3 School nó công bố. Cái phần tiếp theo chúng ta đề cập đến một cái chính là hình thức tham chiếu CSS. Cái này rất quan trọng nha các bạn. Thì có ba cái hình thức tham chiếu. Một là tham chiếu cái hình thức là trực tiếp trên các tag, người ta gọi nó là inline CSS. Nó gọi chính là thằng này, inline CSS. Cái hình thức mà từ đầu đến giờ tôi chỉ cho các bạn, cứ vô cái tag xong mình gõ thuộc tính style rồi mình gõ đấy ha. Nó gọi là inline CSS. Cái hình thức này nó có hình thức inline CSS thì nó có một cái nhược điểm rất lớn mà sau này người ta dân chuyên nghiệp là người ta khuyên cáo không được dùng, đúng không? Trong trường hợp chẳng nặng thì đừng, người ta mới dùng thôi. Chứ còn bình thường là gọi là không dùng, những người làm chuyên nghiệp mà đang dùng inline CSS. Thế nhưng mà cái hình thức inline CSS thì nó lại có cái mức ảnh hưởng cao nhất, tức là chạy là nó chạy thằng đấy đầu tiên, là nó sẽ có mức ưu tiên cao nhất là thằng inline CSS. Cái hình thức thứ hai thì người ta gọi là internal CSS, tức là trong một trang tôi muốn mã định dạng đấy tác động trên toàn trang đó thì tôi sẽ vào cái phần head, đúng không? Phần head. Rồi tôi mở ra cái cặp style, tức là trong mấy tuần này mình CSS là thầy nói các bạn tập dùng cái CSS không có trên phần head, chứ không có làm style trực tiếp vào trong các tag nữa, đúng không? Thì cái hình thức internal CSS này nó có hiệu quả là áp dụng trên toàn bộ cái trang có khai báo cái hình thức này. Ví dụ như cái trang hiện tại là trang bài tập 2 đi. Thì nếu như các bạn đặt cái phần style trong cái head, cái phần head của bài tập 2 thì toàn bộ cái trang HTML bài tập 2 nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi các mã CSS này. Và cái hình thức thứ ba là external, tức là người ta khuyến nghị là không nên dùng lưu CSS chung với tập tin HTML nữa, không lưu với cùng chung với cấu trúc HTML nữa mà lưu riêng ra, tức là những cái cấu trúc HTML là chỉ chứa HTML thôi. Thế còn những cái thằng mà
chứa mã định dạng thì sẽ lưu riêng ở một nơi khác trong một tập tin khác luôn. Đó. Vậy thì khi mà anh lưu riêng tách biệt như thế thì nó có một cái ưu điểm, tức là nó rất là rõ ràng, đúng không? Nó không có lẫn lộn. Tức là HTML là trong đấy chỉ có mã HTML thôi. Còn nếu mà CSS thì trong đấy chỉ có mã CSS thay vì hai cái ông cách trên là nửa CSS nửa HTML. Mà tệ nhất là cái ông inline là HTML lẫn cả trộn lẫn cả CSS, cho nên là mã lệnh rất là rắc rối, phức tạp, đem lại rất nhiều cái bất cập, nhiều cái nhược điểm, đúng không? Đó. Cái nữa là gì, khi mà dùng theo cái hình thức thứ ba là external CSS ấy, thì nó có một cái ưu điểm rất hay là gì, là nếu các bạn muốn sửa về trình bày ấy, thì các bạn chỉ sửa CSS ấy, nó không ảnh hưởng gì đến cấu trúc HTML ấy. Đó, sau khi sửa xong ấy, thì người ta chạy thì nó vẫn tự động nó cập nhật theo cái mã CSS mới. Đó. Thì cái thằng external là cái cách người ta khuyên dùng, đúng không? Là dân chuyên nghiệp thường người ta sẽ dùng cái này, người ta sẽ dùng cái này là nhiều, chứ không dùng hai cái hình thức trên. Nếu như trong trường hợp đặc biệt thì người ta mới hoặc phải dùng cái này, hay là bắt đầu mới dùng cái này. Thì nói chung cái thằng inline là cái mức độ sử dụng là người ta thường người ta sẽ dùng ít nhất. Đó. Đấy, như mình thấy này, thầy xóa cái mã đó đi, erase. Thì mình thấy rằng inline CSS thì mình thấy có P rồi style, đúng không? Vừa chỗ này nhá, vừa có mã HTML, tắc P cùng với minh họa rồi việc định dạng này vân vân đấy, đúng không? Thì lại có thêm cái thằng style color rồi mã tạo 6 số 8 rồi font size 1.5 em đại loại như vậy ha. Đó. Đây là hình thức inline CSS. Đây là hình thức internal. Đấy, mình thấy thế thì internal thì nó sẽ hay hơn inline rất nhiều, bởi vì mình thấy này, mình thấy cái phần bên dưới này, phần dưới này toàn bộ là mã HTML, không hề có lẫn lộn style rồi các mã khác, cho nên nhìn vào đây mã nguồn nó rất rõ ràng, H3 để đưa ra cái tiêu đề, đúng không? Rồi nhìn vào UL là hiển thị danh sách những cái mục được liệt kê, có LI, đúng không? List item á. Đây, trong list item này có tag A, tức là anchor đấy, đúng không? Link sang một cái bài báo, một cái trang web nào đó. Cái này như vậy, anchor để liên kết với một trang web nào đó. Nó chỉ đơn thuần là gì? HTML thôi. Đó. Một cái vấn đề nữa nó hay ho hơn nữa so với cái cách mà inline trước đây là khi dùng internal ấy, là tôi có A như thế này thì cái định dạng này nó sẽ tác động lên tất cả những tag A bên dưới này, đúng không? Như vậy là nó thể hiện cái tính tái sử dụng, đúng không? Tôi chỉ dùng một dòng định dạng thôi mà có bao nhiêu thằng là sẽ được áp dụng cái định dạng đó, tức là được dùng nhiều lần, đúng không? Thì nó sẽ có lợi thế hơn. Đó, nó sẽ tiện. Thì mình thấy đây, đấy, sau khi mà tôi chọn tôi xóa cái này để chụp. Sau khi tôi chọn xong thì mình thấy đây là tag A này, tag A này, tag A này, tag A này, tag A. 6 cái, đúng không? Nếu như mà dùng theo kiểu inline thì trước đây là mình phải dùng cái tập lệnh để định dạng chữ màu xanh rồi bỏ cái gạch chân rồi gì gì đó, đúng không? Là 6 lần các bạn, tại 6 cái tag A mà phải dùng 6 lần, dở, đúng không? Nó có không có sự nhất quán, tức là nếu như mà có sự mình làm xong khách hàng người ta nói mình anh ơi đổi cho em cái màu xanh là cây này xấu á, đổi cho em thành màu tím đi. Thế là mình phải đi sửa 6 cái, đúng không? Đấy, đây mới là minh họa của thầy là 6 cái nha. Trên thực tế có thể nó có nhiều hơn hoặc nó phức tạp hơn nữa. Thì trong trường hợp như thế thì dùng cái inline là rõ ràng mình thấy không bằng cái thằng internal, đúng không? Không bằng thằng internal. Đó. Nó tiện, đúng không? Đó. Thế còn đối với trường hợp mà external thì sao? Tức là người ta lưu tách biệt. Nếu như mà mới lần đầu tiên mà tiếp cận với những cái khái niệm về HTML mà mình dùng external luôn thì mình sẽ cảm thấy nó khó hiểu, bởi vì nó nằm riêng rẽ hai nơi, cần cái tư duy của mình nó mang tính tổng quát ha, một chút. Thế thì một việc mà tách hai nơi như thế thì làm sao mà thằng này nó biết thằng kia? Cho nên cái phần head các bạn mới cần phải có cái tag link. Cái tag link này nè, phải dùng cái tag link này để đưa vào trong cái phần head của cái nơi có chứa mã HTML muốn tham chiếu để dùng mã CSS ở bên ngoài, đúng không? Phải có cái tag này, ta dùng external thì rất quan trọng khi dùng cái này.
Thì ở đây theo như cái lý thuyết ấy, là mã CSS, trước đây các bạn biết rằng muốn lưu lại cái phần mã HTML là mình lưu cái trang HTML của mình với phần mở rộng là HTML, đúng không? Thế giờ thì mình nếu dùng CSS ấy, thì các bạn phải tạo ra một cái tập tin có phần mở rộng là c.css, đúng không? Và cũng dùng tất cả các ngôn ngữ mà các bạn biết, dùng cái nào cũng được, dùng cái nào cũng được. Đấy thì trong này ví dụ như trên này mình đang nhìn thấy á, chính là một cái tập tin CSS có tên là size, tôi đặt tên nó là size.css. Và ở đây tôi có các cái định dạng đúng theo cái cú pháp hồi nãy mình nói đến đấy. Cái này là selector này, tôi chỉ vào cấu trúc của HTML, tôi cho nó ra biết rằng font family, tức là cái nhóm được sử dụng làm phông chữ là trên toàn bộ cái trang HTML này là dùng phông Arial. Đấy. Thì lúc này sau này tất cả những cái thành phần ở trên trang web này mặc nhiên là dùng phông này. Đấy. Hoặc là tôi chỉ cho nó biết là trong này tôi liệt kê tiếp đây đúng theo nguyên tắc của selector này. Body, tức là chỉ vào cái phần body, phần thể hiện dữ liệu trên trang web á, có cái khoảng cách từ dữ liệu ra đường viền theo chiều dọc là 10 chấm điểm, theo chiều ngang là 30 chấm điểm, đúng không? Đó. Thế rồi đối với H1, đây tôi chỉ, đây cũng là một cái cú pháp lúc nãy mình viết là tôi chỉ ra một thành phần khác, tức là bạn chỉ có thể bao nhiêu thành phần cũng được, đúng không? Bao nhiêu thành phần đấy cũng được. Đây tôi chỉ viết một số để minh họa là ví dụ thằng H1 có kích thước phông là 1.8 em, theo em 1.8 em là gì? Theo liên quan đến đơn vị đó. Do cái nhu cầu về tác động thì các bạn phải nắm nồi này trong bốn cái đặc tính các bạn phải nắm được rõ khi mà các bạn muốn CSS để trình bày, đúng không? Là đơn vị. Thì thực ra đơn vị em thì nó cũng đơn giản thôi, nó suy diễn dựa trên một cái giá trị đã có. Tức là mình muốn cái phông H1 này nó lớn hơn bình thường, đã có là trong trường hợp này là H1 ở mức bình thường, nhưng mà mình cho nó lớn hơn là 1.8 em, tức là khoảng lớn 80%, khoảng như vậy, đúng không? Rồi H1 thì nó sẽ tự động, cứ là H1 thì nó tự động nó chuyển thành chữ in hoa và luôn luôn tự động được kênh giữa, ví dụ thế ha. Thế thì mỗi một dòng ở trên này còn đang nhìn thấy đây chính là một cái cú pháp về CSS. Trong đó cái phần bên ngoài cái ngoặc nhọn chính là selector, selector có nghĩa là chỉ ra cái muốn tác động. Cái phần bên trong ngoặc nhọn chính là tập các cái declaration, đúng không? Và mỗi một cái declaration là ngăn cách với nhau là chấm phẩy. Đó. Thì cái file CSS tôi lưu là như thế, đúng không? Tôi giải thích một chút để mình đỡ bị bỡ ngỡ và mình quen dần với việc dùng mã CSS. Cái phần thứ hai thì mình đang thấy trên màn hình đây chính là gì? Trong cái cấu trúc của tập tin HTML này thì tôi muốn dùng cái mã định dạng lúc nãy đấy, thì tôi sẽ trong phần head của nó tôi mở một cái tag link. Ở trong tag link này thì tôi dùng khai báo attribute, đúng không? Cái thuộc tính thứ nhất là rel này, tức là relative, chữ này là các bạn tôi viết bằng chuột thì nó hơi khó ha. Relative relative là có liên quan đấy, đúng không? Thế thì ở đây relative, thế thì ở đây người ta mình chỉ ra cái liên kết thì có thể liên kết nhiều dạng, có nhiều dạng liên kết này các bạn, cho nên ở đây mình chỉ ra relative là liên quan đến gì, đến mã định dạng, đúng không? Style sheet ở đây chính là một bảng, một tập các cái lệnh, một cái tập các cái giá trị dùng để thể hiện cái phong cách ở đây, tức là mình hiểu nôm na kiểu style, đúng không? Các cái cách thể hiện tập các cái style sheet, tức là những cái mã định dạng này. Rồi cái thuộc attribute thứ hai là gọi mình chỉ ra type, tức là kiểu kiểu dữ liệu để dùng, thì có thể người ta sau này người ta có nhiều kiểu dữ liệu cho các cái loại dữ liệu khác nhau, đúng không? Thì đây mình thay vào là type là text xuyệt CSS, tức là những cái mã CSS là dạng text bình thường thôi, đúng không? Đó. Và cái thuộc tính thứ ba ở đây là để chỉ ra đó chính là href, tức là hyper reference, tức là anh liên kết đến đâu, tôi liên kết đến cái tập tin size.css, đúng không? Nếu mà viết như này có nghĩa là giả sử trong trường hợp hiện tại cái tập tin HTML của tôi và cái tập tin CSS của tôi đang cất cùng một thư mục, đúng không? Đó, tôi làm như thế để cho nó dễ dễ thấy đấy. Nói trên thực tế thì sau này các bạn lưu tập tin CSS riêng và trang HTML riêng ở các nơi khác nhau để đỡ bị lẫn lộn. Thì trong trường hợp đấy thì cái chỗ này các bạn quan trọng tâm nhất
bạn nhớ nhất là phải biết dùng cái kỹ thuật mà chỉ đường dẫn nhá. Đường dẫn hôm trước trong một cái bài nào đó thầy có nói rồi đấy, đường dẫn tương đối, đường dẫn tuyệt đối, để các bạn chỉ cho nó biết là cái tập tin HTML, tập tin CSS đó nằm ở đâu, đúng không? Để nó mới biết thì mới được. Thế thì external CSS được khuyến nghị là nên dùng, bởi vì nó có những cái ưu điểm nhất định. Và trên thực tế thì dân chuyên nghiệp người ta thường người ta sẽ dùng cái hình thức này, chứ không dùng cái ít dùng hay là hạn chế dùng hai cái hình thức kia. Đấy là thứ nhất, tái khả năng sử dụng mã định dạng. Thì các bạn tưởng tượng như có thể các bạn có nhiều trang HTML khác nhau, ví dụ như trong minh họa ở đây của tôi là đây là trang chủ, đúng không? Đây là trang tuyển dụng. Thế thì đây là hai trang web khác nhau, được tạo bởi hai cấu trúc HTML khác nhau. Thế thì thường thường các trang thì nó có phần định dạng ở phía phần đầu là phần header, với lại phần định dạng ở phía dưới là phần footer, thì thường là nó sẽ giống nhau. Mà anh phải viết mỗi trang, phải viết một lần thì vất công, đúng không? Thế thì người ta tách ra này các bạn, người ta lưu định dạng header đây riêng, footer đây riêng. Và sau này trang nào muốn dùng định dạng của phần header thì người ta chỉ link vào thôi. Thì trong tình huống này các bạn thấy cái việc sử dụng mã header ở hai trang home và trang career là được dùng hai lần. Đó chính là tính khả năng tái sử dụng mã nguồn, đúng không? Đó thì nó làm bớt vất cả cái công sức của cái ông mà layout đi và mình, đúng không? Vấn đề thứ hai là việc tách biệt mã chứa riêng ấy, thì nó khó bị nhầm lẫn, tức là người ta nói là thể hiện cái tính chuyên nghiệp, đúng không? Chuyên nghiệp, dễ quản lý, dễ điều chỉnh và rất khó bị nhầm lẫn, dẫn đến những cái sai lệch đáng tiếc trong quá trình điều chỉnh dự án. Vấn đề thứ ba nữa là nó cung cấp khả năng đồng bộ, có nghĩa là gì? Đây một thằng tôi chỉ dùng một cái định dạng cho đây con chuột để tôi không nhìn thấy, tôi quẹt nó vậy đấy ha. Tôi chỉ dùng một cái định dạng cho phần header, thì đương nhiên ở trang này header nó cũng sẽ thể hiện giống như ở bên này, đúng không? Nó thể hiện được cái khả năng đồng bộ nhất quán trong việc thể hiện. Có nhiều ưu điểm ha, đây ba cái ưu điểm mà thường người ta hay nói đến. Vậy thì mức độ ưu tiên thì nó có ba mức độ, mà thật là ngạc nhiên, cái thằng dở nhất thì mức ưu tiên cao nhất, đúng không? Thấy không? Thì các bạn nhớ là sau này các bạn cũng dễ bị gặp những cái tình huống mà bị lỗi dẫn đến mất thời gian là liên quan đến mức độ ưu tiên. Thì ưu tiên cao nhất chính là inline CSS, cái thằng dở nhất thì ưu tiên cao nhất. Sau đó mức ưu tiên thấp hơn thằng này chính là internal, tức là nằm trang đấy thì nó sẽ có hiệu quả trước. Đó. Và cái thằng ưu tiên thấp nhất là cái thằng mà mình nói là tốt mà nên dùng ấy ha, chính là thằng này mức thứ ba, thằng này mức ưu tiên thấp nhất. Đó. Thế thì có một cái lỗi mà mấy cái ông mà layout ban đầu hay bị lỗi giống mình ấy, hay bị ha, tức là có một lúc nào đấy các bạn ngồi các bạn sửa cái các bạn inspect cái trang web mà mình, cái trang HTML mà mình đang làm ấy, và mình sửa định dạng cho nó, mình sửa ngon lành. Xong mình lấy cái mã định dạng để mình cập nhật lên trên cái tập tin CSS của mình ấy, ha. Rồi mình refresh lại, chả thấy có tác dụng gì. Đó, và làm rất nhiều lần. Trong khi mình thấy kiểm tra trong cái tập tin external, tập tin CSS là thấy rõ ràng có lưu lại đàng hoàng, nhưng mà chạy thì nó vẫn ra như cũ, đúng không? Đấy là cái khả năng, nhiều khả năng là cái định dạng đó nó đang trùng với một cái định dạng tương ứng với thành phần đó, đang đặt ở inline, ha. hay là đang đặt ở internal, cho nên là nó ưu tiên cái thằng định dạng cũ nằm trong internal hoặc là tăng inline, chứ nó không có, nó chưa cho cập nhật cái thằng external bên ngoài. Đó. Thì thường thì các bạn hay bị dính cái trường hợp là ví dụ mình chọn màu của cái H1 ở trong internal này, lúc trước mình để là màu đen đi ha, để sau đó mình mới sửa nó thành màu đỏ theo yêu cầu của khách hàng. Rồi mình cập nhật ở trong internal này nè, đúng không? Thì đương nhiên khi chạy thằng này nó sẽ ưu tiên thấp hơn so với thằng này. Đó. Thì cái này là cái mà nhiều người hay bị lắm á, hay bị do bất cẩn thôi, chứ cái này nó chả có khó để mà không hiểu, đúng không? Đó. Thì nhớ cái ưu tiên, mức ưu tiên CRM. Đến với vấn đề tiếp theo là cái vấn đề rất rất quan trọng của CRM, đấy chính là selector, ha.
Thì selector ở đây chính là mình chỉ ra thằng nào, mình chọn cái nào tác động thì cái thằng đó được xem là selector, đúng không? Đó, thì mình thấy mấy khái niệm này các bạn tự đọc đúng không? Cú pháp này thì hồi nãy có trình trình bày rồi đúng không? Này selector cái này chỉ là tác động vào H2, tác động vào image thì gọi là selector. Rồi trong này mỗi cái này gọi là một cái declaration đúng không? Một cái bộ này, đây là một cái cả nguyên cái vòng vòng từ đây cho đến đây là một declaration, nãy nói rồi đó đúng không? Thì trong mỗi một declaration thì gồm hai phần property và value, ngăn cách bởi dấu hai chấm đúng không? Đó. Thế thì có một hai cái thường dùng, tức là một là cái nó gọi là universal selector, tức là những cái mà dùng thống nhất ha, dùng cho tất cả mọi thứ ha, thì người ta dùng dấu sao, dùng này các bạn. Mình muốn trên toàn bộ trang web đấy mặc nhiên phông chữ là màu xám, không có gạch chân đúng không, thì mình sẽ dùng sao, rồi mình selector, selector là dấu sao, rồi bên trong của nó mình sẽ chỉ ra color là màu xám, rồi text decoration là none, tức là không gạch chân không có gì hết, đó đây loại như vậy. Thì mình dùng cái mục này thì nó sẽ có cái hiệu quả là nó nhất quán trên toàn bộ cái trang web của mình đúng không? Hoặc ví dụ mình muốn toàn bộ cái trang của mình chữ nó mặc nhiên là phông veranda ví dụ vậy, là thì mình sẽ dùng sao, rồi bên trong nó mình chỉ ra là phông family chính là veranda, là đại loại như vậy. Cái vấn đề thứ hai á, là việc lập nhóm ha, mình nhóm lại, tức là những tất cả những thằng là tắc H1, H2, H3 thì mình luôn luôn dùng chữ và chữ hoa, tức là upper case đúng không? Thì trong trường hợp như thế thì mình thay vì mình H1 rồi text transform là upper case, rồi H2 rồi text transform là upper case, rồi H3 rồi cũng text transform, mất công đúng không? Rất là nhiều mã. Thì đây thay vì viết như vậy người ta phẩy các bạn, phẩy nè, phẩy nè. À, đó, ba thằng này cùng có định dạng giống nhau, cùng có ba định, còn có hai định dạng này. Thì trong trường hợp như thế người ta dấu phẩy chính là cái kỹ thuật mà ta dùng để làm group selector đúng không? Nào. Thế thì nói chung thì selector người ta chia ra làm ba loại, chia ra làm ba loại. Thì trong cái bài cái clip ngày hôm nay tôi sẽ nói đến loại thứ nhất thôi, tức là selector theo đối tượng ha, đối tượng HTML, hay là người ta còn dùng cái từ khác tức là DOM selector hoặc là HTML element selector. Đó. Thế thì cái loại thứ nhất là như vậy, thì loại này được dùng rất nhiều. Các bạn muốn gì thì muốn, các bạn muốn làm web thì chắc chắn muốn kiểu gì các bạn cũng phải nắm vững cái selector theo hình thức thứ nhất, tức là selector theo HTML đúng không? Cái loại thứ hai á, là để làm những cái tình huống đặc biệt dị thường trên cái trang web thì thường người ta phải dùng đến một kỹ thuật selector khác, nó gọi là pseudo selector. Đó. Và cuối cùng là phải biết kết hợp các cái thành phần để chỉ ra cái đối tượng chính xác, hoặc những là chỉ ra đúng đắn ha, những cái đối tượng muốn tác động thì người ta gọi là combinator selector. À, tức là những cái thằng mà có quan hệ hay là được kết hợp với nhau nó gọi là combinator. À. Thế thì trong số 3 cái loại hình thức này thì cái thằng mà khó chịu nhất, khó dùng nhất ấy, chính là thằng pseudo ha, pseudo. Khó đây thì thực ra không phải khó đến mức độ mình không học được đâu, mà khó với những thằng dễ đó, đúng không? Thế thì bữa nay mình sẽ tiếp theo là cái mình sẽ nay chỉ mình chỉ nói cái selector thứ nhất thôi, bạn hãy làm một số cái minh họa để có thể hiểu rõ là selector theo HTML là như thế nào đúng không? Thì đối với đối tượng HTML ấy thì selector của nó mình chỉ là thì phần lớn là mình tác động bằng cái đó là nhiều đúng không? Tại vì trang web của mình là các cái thành phần được tạo bởi HTML mà, cho nên mình tác động lên những cái thành thằng là HTML, tức là đúng yêu cầu của mình. Đó. Thế thì khi tác động lên những cái thành phần HTML của mình ấy, thì nó cũng có thể thực hiện theo bốn cách, Một là dùng theo type selector, hai là dùng theo cái dạng mà attribute selector, ba là dùng là dạng là dùng ID, và bốn là dùng class, đúng không? Bây giờ tôi làm một cái ví dụ nhỏ minh họa cho cái việc dùng type selector trước đúng không? Đã, thử nhé. Như bây giờ giả thiết tôi kiếm vài cái hình các bạn, tôi kiếm hình hình ví dụ như là flower đi ha.
đi kiếm hình thôi, đi kiếm cái hình để minh họa cho nó nhìn nó vui mắt thôi chứ không có gì hết. Chả có hình nào đẹp, thôi đi kiếm hình về hình phong cảnh đi nha các bạn, phòng landscape. Được ha, hình này chắc tạm ổn. Open in new một cái hình này được không, đẹp mày đúng không, hình này trông có chiều sâu. Open in new tab ví dụ vậy, lát nữa mình lưu lại các bạn. Hình này đẹp nào, mà này hình này rộng không phù hợp với cái khung bình thường đúng không? À, cái núi này rất là nổi tiếng ở đâu đó hả? Không nhớ, chỉ biết trên máy móc có đó, đúng không? À. Sao không có cái hình nào về bình minh hay là núi tuyết đúng không? À, đi tìm cái hình về Phú Sĩ ấy cũng được đúng không? Ở đây nè, mà hình này không đẹp. Fuji, Fuji, Mountain. Đấy, nhìn thấy nó. Đây, hình này đẹp này, đúng không? Đúng cái ý đồ của mình. Open in new, bốn cái thôi nha các bạn, bốn cái. Cái này đẹp quá, muốn chọn thêm cái nữa đi, năm cái. Bây giờ để minh họa cho chuyện này thì tôi tạo ra một cái. Một cái thứ cái size đúng không, practice của tôi đâu, đây tôi new một cái design for hai select cái dạng này nó gọi là cho cái thằng này gọi là HTML selector. Ở trong này mình có image đúng không? Rồi mình sẽ lưu vào đây một cái là image. Image. Rồi lát nữa mình sẽ dùng Visual Studio mở mình tạo trang xong nha. Thế thì ở đây tôi có mấy đẹp, tôi gọi cái này là hôm trước tôi minh họa cho ai đó tôi làm chuyện này. Đây tôi web practice. Đây. Đây là example for image. Ở đây đặt tên ngắn gọn thôi là hình một, hình một ha, hình một và copy. Thế rồi thằng này xong rồi, thằng này lưu lại, thằng này lấy cái hình này đi lưu lại, cái này gọi là hình hàng đúng không, đó. Đóng lại, thằng này là lưu lại, thằng này chính là hình bà, đó. À, thằng này lưu lại, đây chính là hình bốn, rồi thằng này chính là cái này cũng đẹp quá hả, đây chính là hình năm, ví dụ vậy. Thế tôi có năm cái này rồi, tôi lấy dữ liệu chẳng qua là để làm chuyện đó thôi. Thì tôi minh họa như thế này, tôi tạo ra một cái project bên Visual Studio, tôi dùng file open website đúng không, thì tôi chỉ cho thôi, nằm trong web practice. Thằng này size của tôi muốn tác động là open. Bây giờ tôi minh họa cho các bạn thấy cái thằng mà đây cái mấy cái file hình của mình này, tôi nhấn vào cái size của mình, tôi ép new một cái ví dụ đặt là index đi ha, index thì trang HTML của mình có đấy. Cái này hôm trước tôi minh họa cho lớp nó lớn mà tôi chọn nhỏ lại chút nha, không có tôi nhìn gần mà này nó khó chịu đúng không, phông color cho phòng còn 12 thôi. Đó. Cái màn hình của tôi nó bị sao rồi hả? Bây giờ tôi muốn như thế này, tôi muốn trong này có một cái tag h, ví dụ như h1. Đó. Tôi cái này là minh họa sử dụng select theo hình thức HTML
đi lên mặt, hoặc là người ta dùng từ khác là đôm, đôm sẽ lên mặt. Được ha, nào. Này cho nó rớt nha. Này BR là. Và trong này thì dưới này tôi dùng hình thôi, tức là dưới này tôi làm giả sử đây là image, đây là IMG, tôi cho SLC hình 1, đúng ha? Hình số 1, ví dụ vậy. Cái chỗ này mình lời mình copy thôi, copy. Và ba hình với nhau các bạn. Đấy. Chỗ này là 4. Chỗ này là 3. Đấy. Các bạn thấy mình đặt theo ma lanh thì mình chỗ này mình đỡ vất vả, đúng không? Sửa cho nhanh. 4. Rồi xong rồi đó. Đây là trang cấu trúc HTML. Chưa hề có định dạng gì hết và mình làm thử thằng này, đúng không? Mình open in container, chỗ này mình double. Đấy, đây chính là trang web mình vừa tạo xong. Đấy, tôi chỉ dùng HTML thôi thì ok, cũng được ha, cũng được. Đấy, nhưng mà tôi muốn đẹp theo ý muốn thì lúc này tôi phải dùng selector. Vậy thì selector theo hình thức mà tôi gọi là theo type này. Tôi dùng type selector nha. Thế thì chỗ này tôi sẽ dùng lên trên cái phần head này tôi mô tả, đây chính là style. Đó, và type sẽ bằng là text select, đúng không? Đó. Và trong này thì nếu tôi dùng đây dùng mã định dạng để tác động xuống bên dưới thì kỹ thuật này gọi là cái tham chiếu này nó gọi là internal CSS, đúng không? Đấy, tôi tác động nào. Bây giờ tôi muốn tác động body là bề ngang chỉ là 888 chấm điểm rồi. Để tôi chỉ ra body. Đấy, thì body tôi muốn chỉ vào cái tác động là body thì body chính là selector, đúng không? Phải có tập lệnh. Theo thứ nhất là width, tôi muốn crowd width độ rộng là 888 chấm điểm. Đó. Rồi tôi để này cho các bạn. Để cùng dòng cho các bạn thấy ha. Rồi tôi muốn nó tự động giữa thì tôi dùng margin, đúng không? Chiều dọc là 0, chiều ngang là auto, là tự động nó tính kích thước chiều ngang màn hình auto. Như vậy đấy chính là một tập từ đây đến đây gọi là declaration. Đấy, từ đây đến đây là declaration. Ở trong cú pháp người ta mô tả cho nó đơn giản, cho nó rõ ràng thì người ta viết như thế này các bạn. Người ta viết như thế này. Nhớ lúc nãy cái hình nhớ nãy không? Chỗ này body chính là selector. Từ chỗ này đến đây chính là một declaration. Từ đây đến đây chính là một declaration nữa, đúng không? Và cả tất cả những các cái declaration này thì được đặt trong một cái cặp dấu ngoặc như thế này. Đó, như thế này gọi là đây là chính là cú pháp dùng để dùng CSS để định dạng để tác động các thành phần một trang web. Thế nhưng mà khi gõ thì thường người ta mô tả, đấy là mình viết trong game mô tả cho nó ngắn gọn ha, cho nó dễ nhìn, cho nó dễ thể hiện trên bảng. Thế còn trên quá trình các bạn làm cái code ấy thì đừng, ít khi nào ta để như vậy, ta để như này. Ví dụ vậy. Nói chung để nào là tùy mình ha. Bên tiếp theo nữa là tôi cũng dùng cái cú pháp để tác động lên H1. Thế tác động lên H1 thì selector chính là H1, đúng không? Chỉ đến H1. Đó. Thứ nhất, tôi muốn H1 có cái chữ viết với kích thước là như này, 60 đi. Thế lại phông sai, tục tính phông sai, đúng không? Là 60 chấm điểm. Đó. Thứ hai nữa là chữ của H1 thì nó phải tự động giữa, cho nên tôi chọn cái thuộc tính text align này chính là center. Đó. Giữa màn hình này, giữa cái phạm vi của H1 này. Rồi H1 nó phải là màu màu gì bây giờ? Màu đỏ đậm đi ha, màu đỏ đậm. Thế nhưng ở đây có color. Đó, muốn đỏ đậm nó sao mà viết đỏ đậm? Thế này các bạn phải biết dùng mã, tức là dùng cái đơn vị để tính màu. Thế giả sử đây tôi dùng cái mã này đi. Tôi dùng bên dưới này thì cái lượng xanh dương ít thôi, tức là 22. Nếu mà cái mã màu mà nó cứ giống nhau theo từng cặp như thế này, cứ hai số 1 thì mình có thể bớt đi 1, đúng không? Tức là mình chỉ có viết A22 là nó hiểu là A2222. Đó. Đấy chính là cách, cái phần sau mình nói mã màu mình sẽ biết dùng, đúng không?
Thế rồi tôi muốn cái phông chữ này nó đậm hơn bình thường, đây là phông quay, phông quay ha, 600 ví dụ vậy. Đó. Thế thì chỗ này tôi tác động với H1 như vậy đấy. Tôi muốn bên dưới có một cái đường kẻ, đúng không? Như là border bottom sẽ có cái đường kẻ gạch bên dưới với độ dày là 3 chấm điểm solid hay là dash đi. Bữa nay mình dùng cái thằng mưa rơi đi ha. Rồi chỗ này màu tôi muốn dùng màu chữ thì đỏ mà màu thì màu xanh, ok ha. Như vậy là chỗ này tôi không thích dùng cái mã định dòng dạng, tôi dùng RGB. Đấy, cái hàm hôm trước trên lớp thì chỉ cái này những bạn mà chưa nhìn thấy những này bây giờ cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì mình chưa học về thuộc tính, đúng không? Phần bài sau mình, bài sau hoặc sau nữa mình mới nói về thuộc tính. Ở đây mình đang làm tại những cái này nó dễ, làm chơi cho vui ha, làm chơi cho vui. Cái dạng cái lượng đỏ đây là bằng không, lượng xanh lá bằng không, lượng xanh dương ví dụ như 200 thôi, cực đại là 255 đúng không? Đó, ví dụ vậy. Cái đường gạch chân như vậy. Nếu mà mình thích nó, mình lại có một cái phông, cái này tại tôi biết rồi tôi mới nói, các bạn chưa biết thì mình nhìn thì mình biết, nhớ thuộc tính cho nó quen ha. Text shadow các bạn, shadow. Text shadow thì nó cũng có 5 thuộc tính nha các bạn, có 4-5 thuộc tính, tôi không nhớ lắm. Hình như 4 thuộc tính ha. Thuộc tính thứ nhất là lệch cho nó lệch xuống dưới là 5 chấm điểm. Lệch theo chiều ngang, lệch theo chiều dọc là cũng 5 luôn đấy ha, cho nó đều. Rồi blur ấy, hôm trước mình nhớ cái vụ mà thầy nói cái việc dùng box shadow mà có cái thuộc tính nhòe, cái đường viền của cái bóng mờ nó nhòe vào nền cho nó thật, đúng không? Này cho 6 chấm điểm. Bóng mờ thì đây tôi dùng RGB mà không phải RGB, tôi dùng RGBA. Này màu đen mà nó chỉ có mật độ trong, nó có trong suốt 50%, đúng không? 50% gõ 50%. À gõ này nó không hiểu nha, gõ 0.5. Đó, gõ 0.5. Được ha. Và tôi muốn ở dưới cách ra nhiều hơn thì margin bottom tôi cho cách cái đám ở đằng sau ra là 36 chấm điểm. Đó, ví dụ như vậy. Thế thì các bạn thấy rằng chỗ này tôi có một tập các cái này này, có tôi cố tình làm nhiều để các bạn thấy rằng là gì, mình đừng quan tâm đến từng thuộc tính này ý nghĩa ha. Sau này mình học đến cái phần thuộc tính mình sẽ biết. Bây giờ mình thấy nhìn gõ nhiều rồi mình biết là à, trên này gõ 2, dưới này gõ 2, 4, 6, 7, gõ bao nhiêu cũng được, đúng không? Dĩ nhiên còn gõ ngàn cái cũng được, nhưng chẳng ai mà đi gõ tới 1.000 cái. Các bạn để ý mã của mấy người làm chuyên nghiệp, thường mỗi một cái setting, một cái để tác động như thế này, người ta gõ nhiều lắm là chưa đến 20 đâu ha. Mà thường mình để ý người ta làm chừng 4-5 cái, thầy làm này cũng là nhiều. Vậy H1 là tôi sẽ tác động lên thằng này. Bây giờ tôi muốn tác động lên cái hình. Bây giờ tôi tác động cái hình nha. Tôi muốn tác động lên image. Tôi dùng thai tức là img. Tôi chỉ ra, giả bộ như width. Width tôi quy định là 250. Đây, chưa có đơn vị là bao lỗi. 250 chấm điểm. Hay ở đây cũng là 250 chấm điểm. Đó. Rồi tôi muốn kẻ cong cong ở góc, đúng không? Như vậy là border radius, đúng không? Lượng cong ví dụ như là 200. Không biết có thành tròn này, không định làm mấy cái hình tròn này. 200 ha. Rồi tôi muốn có box shadow chiều dọc cho 12. Chiều ngang cho 12, chiều dọc cho 12 luôn đi ha. Không biết làm bao nhiêu cho đại. Rồi cái độ mờ đối với nền, độ nhòe ha, nhòe của cái đường viền là cho ví dụ như 36 ví dụ thế. Rồi cho nó lớn hơn chút, cho này 20. Màu bóng mờ cũng RGBA cũng là 0. Tôi chỉ cho 35% thôi. Là 35% tức là 0.35. Được ha. Đó. Dễ đúng không? Rồi margin tức là khoảng cách ra xung quanh và mình cho là 12 chấm điểm. Chả biết nó như thế nào cho đại này, đúng không? Đấy, như vậy là mình thấy là chỗ này tôi chỉ có 3 thằng để tác động. Và chỉ có 3 thằng này chính là 3 cái selector. Và các selector này là thuộc loại type, chỉ là tên của cái tag muốn tác động này, tag body muốn tác động, tắc H muốn tác động.
tắc IMG muốn tác động, đúng ha. Còn chi tiết thuộc tính thì sau này mình biết thuộc tính thì mình sẽ nắm rõ ha. Đây là mình đang thử, bây giờ mình chạy thử, bây giờ refresh vui không gọi đấy, nó ra 5 cái vui mặt đúng không ha. Đằng này đây các cái hình của tôi này, đây cái hình này của tôi thực ra là tôi cong tròn như thế này, border radius này, nền nó có bóng mờ này. Đó. Đấy, các bạn thấy chữ của tôi cũng có bóng mờ luôn này, text shadow đó, text shadow chữ này hơi lớn đúng không, mình sửa cái này 36 thử coi, lớn quá đúng không, 36 lâu rồi. Bên này mình refresh đấy, và ra cái này. Bây giờ cái này mình muốn này lớn hơn này, đây này các bạn có thể inspect element, các bạn chứa image khung này cho 300 thứ xem, 300 đúng không, 300 này cũng 300 được ha, 300 thì nó có tròn đấy, nó rớt đúng không. Bây giờ tôi muốn 300 rồi, thằng này margin của nó bao nhiêu không biết các bạn. Này này gió đại thì không biết, cho nó lớn lên này, cho nó thưa nhau ra chút. Ý lớn quá, tức là thằng này cách ngang này là ok đúng không, nhưng mà thằng trước nó chỉ lên 20 chấm điểm thôi. Này thì nhìn nó sẽ sát sát ổn ha. Inspect element copy cái này vô, thằng kia là 300 đúng không. Đây chỗ này mình lưu cái này lại đấy, cái này là ủa này 300 là cái gì, 300 đây đây width 300 đúng ha. Rồi margin với dạng copy là 3 lục refresh được ha. Đó, dễ đúng không. Đấy, element selector cái này dùng rất nhiều rất nhiều. Thế bây giờ thì được ha. Nhớ nha, cú pháp xây tạm thời đừng có thắc mắc ba cái vụ thuộc tính thông xe là gì, hay là thuộc tính text shadow là gì đúng không. Mấy cái này thì cũng dễ, thầy gõ luôn này, các bạn ngồi suy nghĩ ra. Thì text shadow là bóng mờ của chữ mà, thì nó có cái bóng mờ cách chữ từ chiều dọc chiều ngang này, đến chiều dọc, rồi cái độ mà đường mép của cái bóng mờ nó đừng có nét quá thì nó sẽ nhìn nó không thật, không giống cái bóng mờ đúng không. Thì đây ví dụ mình thử thì chỗ này mình có thể thử mình test trên này cũng được mà. Đây cái này chả cần hỏi đâu, tự mò cũng được ha. Mấy cái này là dễ lắm, dễ sửa. Text shadow là các bạn đây, em muốn theo chiều ngang này tăng lên này. Các bạn nhìn móng mở trên kia nó chạy thấy không, cái bóng nó tốt ra ngoài này. Đó lùi lại dễ đúng không, ba tròn này chả cần hỏi, không thèm hỏi luôn được ha. Cũng dễ mà, thử được. Hoặc là chỗ này mình nhòe nè, đây nếu mà cho này các bạn thấy bóng mở nó nét không, bây giờ đang một nè mà nhìn nó rõ nét cái kia thì không giống bóng lắm đúng không, nó không ấy lắm. Thì người ta cho nó nhòe đi. Đó. Cái chữ của mình có chút xíu mà nhòe nhiều quá thì nó mờ đi trông nó, hay là nó vừa vừa, đấy là do con mắt các bạn nha, bạn muốn dùng thì tùy. Bóc shadow này ha, bóc shadow các bạn cũng muốn cái độ lớn của cái thằng này, nó lớn à, thấy không, mình chỉ cho độ lớn vừa vừa thôi, ví dụ vậy. Hồi nãy em cho bao nhiêu rồi. Ok nha các bạn. Đó, tức là đây là những cái mình vừa mới sử dụng cái kỹ thuật gọi là HTML element đúng không. Đó. Thế thì cái kỹ thuật tôi vừa mới làm cho các bạn coi thì người ta gọi nó là cái hình thức đấy là HTML element, nhưng mà nó gọi là hình thức đấy nó gọi là type, nó gọi là type selector, chính là cái này đó, mình mới dùng cái này. Và trên minh họa của mã chỗ này người ta minh họa cho mình đây chính là type selector
Đúng không? Bây giờ thì nếu như tôi muốn trong số những thằng đấy có hai vấn đề. Tôi muốn là có một số cái hình ấy thì nó không hiển thị mà tròn như lúc nãy. Tôi làm cái là thằng nào là image là tròn hết, đúng không? Trong ví dụ lúc nãy. Bây giờ tôi muốn thằng nào thích tròn thì nó mới tròn. Còn thằng nào mà thích vuông thì nó sẽ phải vuông, đúng không? Thì trong tình huống này bạn sẽ dùng cái này, dùng cái class này, dùng cái class selector, dùng này. Đó. Được ha. Class selector thì các bạn muốn dùng class selector thì các bạn trong cái phần style ấy, các bạn định nghĩa thì các bạn sẽ đặt cho nó một cái tên. Và bắt đầu class là luôn luôn là dấu chấm. Đúng ha? Bắt đầu là luôn luôn là dấu chấm. Đây tôi đặt hai cái class là chẵn lẻ. Và lát nữa tôi sẽ minh họa cho các bạn là tôi đặt hai cái là gì ta? Tôi sẽ đặt hai cái là tròn vuông, đúng không? Tôi thích thằng nào tròn gắn tròn, thích thằng nào vuông gắn vuông, ví dụ vậy. Có một cái định dạng cũng tương đương với class selector, nó là chỉ cũng là thuộc tính của thằng thai của cái thằng HTML thì mình sẽ dùng một cái nữa là ID. Thì ID ở đây là các bạn thiết lập một cái ID cho một đối tượng và do trên cái phạm vi cái trang HTML của các bạn này thì cái đối tượng ha, nó ID nó không được trùng nhau. Cho nên nếu bạn dùng ID thì nó chỉ tác động lên một này. Cho nên trong trường hợp này thì thường trên thực tế người ta ít dùng ID. Nhưng mà không thể không dùng được. Có những trường hợp còn hỗ trợ cho lập trình cho những cái tác động theo cái ý đồ của thuật toán ha. Phía đối với JavaScript hay là với thiết kế hoặc là đối với lập trình phía máy chủ. Cho nên người ta phải dùng ID thôi. Nhưng mà ID thì nó có nhược điểm. Các bạn thấy vừa nào giờ mình nhớ cái khái niệm ID là nó không được trùng nhau, cho nên là nếu như làm ID thì không dùng được nhiều, đấy dở đúng không? Nó không tiện, giống kiểu như mình mua đôi giày, đi một lần vứt, mua giày kiểu đấy thì cũng không khoái mấy, đúng không? Là ví dụ như vậy, mình thích để dùng được nhiều lần thì nó sẽ tiện hơn, đúng không? Thấy nó hữu dụng hơn. Mà nếu định dạng mà dùng ID ấy, thì mình bắt đầu bằng dấu thăng là đây. Bây giờ tôi bây giờ mình sẽ minh họa tiếp cái thằng ID và cái thằng class selector được không? Như vậy thì bây giờ mình vẫn là cái bài minh họa lúc nãy nhá, vẫn là bài minh họa lúc nãy. Tôi sẽ quyết định một cái chuyện là bây giờ tôi không chơi trò mà gắn image luôn, mà tôi muốn thằng nào tròn thì nó sẽ tròn mà thằng nào vuông thì nó sẽ vuông. Cho nên tôi sẽ đặt cho nó một cái class mà theo lý thuyết mình học thì class thì bắt đầu ở dấu chấm, đúng không? Tôi gọi cái này là tròn. Được ha. Thế rồi nếu mà thằng vuông ấy thì tôi sẽ đặt một cái tên tức là vuông. Và ở trong này thì tôi dùng cái mã định dạng. Thì mã định dạng nó giống á, cho nên là tôi sẽ dự kiến dùng này. Nhưng mà chỉ có điều vuông nên tôi dùng border radius, tôi cho nó chừng 12 chấm điểm. Đó. Ok ha. Đó. Thế bây giờ cái mong đợi của tôi ấy ra, từ từ. Chỗ này nó tự nhiên nãy mình copy mình bạn rồi, đúng không? Bây giờ tôi không muốn, bây giờ mình quay trở lại cái giao diện lúc nãy của mình, tức là image, tôi không có tác động với image nữa, mà tôi nghĩ rằng cái trò tôi làm một cái class tròn, một class vuông. Mình chạy lại trên này, mình refresh. Ấy chà, ô, sao không thấy trò? Cũng không vuông luôn. À, là cái vụ này mình hay bị quên nha. Các bạn làm xong nhưng mà các bạn chưa gắn. Đây đúng không? Này gắn này. Image này chưa có thằng nào gắn tròn gắn vuông. Vậy giờ tôi muốn thằng này tròn nha. Tôi muốn những thằng này là tròn thì tôi đặt class sẽ là tròn, đúng không? Tôi muốn thằng này cũng tròn luôn. Cho nên chỗ này tôi đặt class. Tôi muốn thằng nào thì gắn cho nó cái tròn thôi, gọi là class đó ha. Tôi muốn thằng này là vuông. Class. Rồi tôi muốn thằng này vuông cơ. Ví dụ vậy. Cái thằng này tôi muốn class đây là thằng này vuông thì gắn vuông, đúng không? Đó. Thế thì thằng này chỉ cần thêm một chút thuộc tính là dùng cái thuộc tính class để gắn cho một cái đã được định nghĩa. Thì trong trường hợp như thế thì nó sẽ triển khai cái mình mong đợi vào, đúng không? Tại vì cái thằng img lúc nãy thì cũng tiện thật đấy, nhưng mà nó nhiều khi nó tác động lên những thằng mình không mong đợi, tức là việc kiểm soát nó khó, đúng không? Đây, refresh. Ngon lành, đúng không? Một thằng tròn, thằng vuông, đấy. Ổn ha, thằng này thì tròn,
thằng này thì vua. Dễ đúng không? CS class dễ lắm. Và class thì dùng nhiều lắm. Để mở cho bạn coi thử xem. Cái thằng trang của VN Express đấy, mình chọn đại thằng đấy ha. Báo vào hôm nay, báo vam co. Vam co chắc là vam cỏ. Không biết hả? Chọn đại. Đấy, các bạn thấy. Đây này, chỗ này người ta dùng HTML Group Selector này, một mã định dạng này kết hợp với một mã định dạng khác, cùng ba cái định dạng là transition gì gì này. Chỗ này phải, phải thì chính là group selector. Đó, dùng nhiều các bạn à, có nhiều cái người ta dùng nhiều lắm đó. Ủa nãy mình định sang đây mình tìm gì của nó ta. Làm ngồi trong quần à. Đây này, cái này cũng là group selector này các bạn. Đấy, một thằng này phải, thằng thứ hai này phải, thằng thứ ba này phải, thằng thứ tư này cho đến đây này. Đấy, cho đến tận đây phải này. Đấy, người ta dùng kỹ thuật group selector rất nhiều. Rồi thằng này cũng dùng class rất nhiều nè, các bạn nhìn thấy không? Đây cái chỗ này, à lúc nãy mình nói mình, bọn này nó dùng nhiều class đúng không? Đây mình thấy nè, article, class, item đúng không? Thằng H3. Đấy chứ người ta lại ít khi nào người ta định dạng đặc biệt cho các cái HTML. Người ta dùng class rất nhiều nè các bạn. Và trên này các bạn để ý thấy gần như không có ID. Có ID đấy các bạn, nhưng mà ít lắm ha. Hiếm khi dùng ID, trường đặc biệt nó mới dùng. Còn không, class không, H3 class là deep gì, class thâm là class là class để kiểm soát cho dễ, đúng không? Class dùng rất nhiều. Và class thì cũng rất dễ, đúng không? Đó, rất dễ. Đấy là class nha. Bây giờ nếu tôi không dùng class, tôi dùng ID. Ủa nếu dùng ID thì dở, đúng không? Giả sử tôi không dùng class nha. Tôi muốn thằng này là ID là H1 đi. Đây là ID để không được trùng nhau à. Này H1 là ID. ID H2. Ví dụ vậy, tôi đặt tên mà, tôi không dùng class, dùng ID được không? Được. ID bằng H3 là đây mà mình dùng ID bằng H4 đúng không? Đó. Nếu vậy thì chỗ này tôi muốn thằng nào tròn thì tôi thằng đó phải dùng, ví dụ như H1 tròn, H2 tròn. Vậy tôi sẽ đặt thằng này là H1 phải H2 đúng không? Dùng group selector đấy. Ui rồi tên này H1 H2 thì lại nhầm mất đúng không? H1 H2 thôi kệ nó lỡ rồi. H1 H2. Cái H3 H4 thì chỗ này tôi phải chỉ ra. Đây là H3 H4 đúng không? Đó. Bây giờ mình lưu lại, mình chạy thì cũng được, cũng được thôi các bạn. Đây cũng được mà. À, nó ra cái này. Ồ. Thằng này thì không có. Mình chắc mình thiếu đúng không? À H4 này mình quên này, dấu thăng nha, bắt đầu bằng dấu thăng. ID thì là ID thì bắt đầu cái CSS nó phải bắt đầu từ dấu thăng. Đây là refresh. Nó cũng ra, đúng không? Nhưng mà nhìn vào mã thì cái có gì đó nó cũng không được thoải mái lắm, đúng không? Đấy. Còn thì chỉ cứng cho thằng này, chỉ cho thằng này thì nó cứ đi theo là ID làm như vậy là tác động. Thằng class có vẻ nhẹ nhàng hơn, được hả? Đó. Như vậy thằng cuối cùng, là thằng attribute. Hồi nãy mình nói ba cái là hiểu rồi đúng không? Là nếu không hiểu thì coi lại cái đoạn đó ha. Attribute selector. Attribute là như thế nào? Thế thì có những trường hợp ấy, các bạn dùng type selector thì tiện đúng không? Gắn class thì lại không muốn. Các bạn muốn dùng attribute thì có thể dùng theo cách attribute. Thì trong trường hợp này này, các bạn thấy rằng là trong một cái form, trong cái minh họa của tôi ở trên này này, trong một form có rất nhiều input. Input có thể là text, có thể là radio button, vân vân. Thế nhưng mà tôi chỉ định là input mà những thằng nào có thuộc tính type bằng text thì chữ một đoạn, đúng không? Đó. Để cái này là các bạn dùng cái tập ngoặc này chỉ ra cái attribute của nó. Nhìn thấy hơi lạ đúng không? Để dùng chưa quen thì thấy nó lạ thôi. Bây giờ để cho các bạn hiểu nhiều hơn ấy, tôi lại minh họa từ trên mấy cái hình bây giờ, đúng không? Cho bạn coi. Như vậy là trước khi mà kết thúc cái bài, cái hướng dẫn hôm nay thì tôi sẽ làm cho các bạn một cái là attribute. Bây giờ tôi cũng không thích dùng ID nữa. Đấy, tôi muốn là cứ mà image
thì thuộc tính là tròn T đi ha, hay là thuộc tính V? T là tôi sẽ đặt ra loại những thằng nào tôi muốn là tròn, thì chỗ này tôi đặt một cái attribute theo ý muốn, tôi gọi là loại sẽ bằng T, đúng không? Ví dụ vậy, tôi muốn tròn đúng không? Tôi tự nghĩ rằng cái này, tôi muốn làm để các bạn hiểu là cái khả năng mở rộng nó vẫn thích đặt kiểu gì cũng được, đúng không? Chứ không phải cứ làm giống như của người ta. Cái này là V, tròn là tôi đặt loại là T, mà vuông thì đặt loại là V. Đó. Và trong tình huống như thế, như thế đây chính là cái loại T với loại V là do tôi tự nghĩ ra nha các bạn. Vậy thì ở trên này tôi muốn CSS theo cái thuộc tính này thì mình chỉ cần dùng img ngoặc vuông, đúng không? Loại bằng T. Đó, là nó sẽ hiểu các bạn. Đấy, kỹ thuật đấy chính là attribute selector, mình đặt cái gì cũng được, dùng cái của nó cũng được. Đây trong tình huống này tôi cố tình đặt cái theo ý của tôi. Này là loại. Ở đây vì mình nó không hỗ trợ mình vì nó không biết cái loại là cái quái gì, có mình biết đúng không? Này về. Đó. Thế thì đây khi mà chạy thằng CSS này là tôi hoàn toàn có thể tự thiết lập các thuộc tính hay là tắc theo ý muốn nha. Đây tôi thiết lập thuộc tính loại và tôi cho giá trị là T hoặc giá trị là V. Dưới này tôi attribute theo loại, đúng không? Đây, chạy ha. Bây giờ sang bên này thì mình thấy vẫn ra bình thường, đúng không? Đấy. Bây giờ mình bỏ, giả sử tôi bỏ cái loại này đi nha. Tôi bỏ đi nào. Bỏ đi. Thì nó cái img nó có bị hay không? Đấy. Ấy à. Nó có bị hay không? Lâu nha, lâu nè. Đây, tôi chạy lại cái tôi load lại cái web, trang web này. Để thấy nó ra tầm 7, đúng không? Ra tầm 7 này. Đấy, tại vì nó không có cái loại có thuộc tính đó. Ở trên này tôi định dạng cũng img đấy, nhưng mà loại T thì chưa có. Trên này thì tôi đặt loại bằng T, được không? Đó, rồi cái thằng này thì tôi muốn loại cũng bằng T luôn. Đó, cái nào mình muốn thì mình thiết lập thuộc tính loại bằng T. Đó. Cái này là loại bằng V, tức là vuông này. Này, loại bằng vuông. Đó, ví dụ vậy ha. Bây giờ mình thiết lập thuộc tính thì lúc mà nó áp dụng CSS nó đi tìm những thằng nào img, bốn thằng này đều là img mà có cái thuộc tính loại bằng T. Đây, loại này, bằng T là xử nó luôn, đúng không? Ở đây nó chạy ok ha. Và đấy, cái kỹ thuật đấy là type selector mà theo attribute, và attribute có thể dùng cái attribute có sẵn mà có thể dùng cái attribute do các bạn tự định nghĩa. Bây giờ tôi làm là tôi định nghĩa bạn cái attribute theo cái cách của mình, đúng không ạ? Đó. Thế thôi, cái CSS mà nó nhiều quá các bạn sẽ không nhớ, sẽ bị loạn lên. Tại vì nó có rất nhiều cái nó không khó nhưng mà có rất nhiều cái vấn đề, đúng không? Mà nó nhiều lúc vào mình bộ thực thông tin. Thế giờ các bạn tự nghĩ ra những cái trang web, tự những cái minh họa để hiểu mấy cái về selector. Tức là cái bài hôm nay các bạn phải nhớ selector, cái này rất quan trọng các bạn. Selector theo đối tượng HTML thì bốn cái hình thức selector của cái dạng này quả phải nắm thật chắc. Dùng nhiều ạ, dùng này nhiều, đa phần là làm dùng này không. À, dùng theo đối tượng, dùng theo ID, dùng theo class và dùng theo attribute. Đa phần là dùng bốn cái này. Đó. Trong đó cái mà người ta hay dùng nhất, mà người ta dễ dùng và hay dùng nhất chính là thằng class CSS. Class selector, bởi vì sao? Mình sẽ selector theo ý muốn được, đúng không? Selector theo cái mình muốn được. Cái thằng này dễ, nhưng mà dễ bị selector nhầm, đúng không? Có nhất thiết nhiều hình nhưng mà tôi chỉ muốn tác động một số hình thôi, thì gặp ông type selector là ông tác động hết luôn, có bao nhiêu thằng loại đấy là nó bụp luôn, đúng không? ID thì cũng ok, nhưng mà ID thì dở hơn class ở chỗ là ID dùng được có một cái, đúng không? Định dạng cho thằng nào chỉ thằng đấy, nó có đòi hỏi chặt chẽ, rõ ràng. Khi mà hỗ trợ cho lập trình thì người ta hay dùng ID hơn, chứ là thì người ta sẽ dùng ID ha, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ. Nên người ta thì lúc đấy mà mình không có ID thì cũng khó, đúng không? Còn cái dạng khác dựa vào thuộc tính để định dạng, để chỉ ra cái đối tượng người ta động chính là attribute selector. Đó, thì cái selector bài này các bạn phải nắm rất chắc cái này. Vấn đề thứ hai của cái bài hôm nay là các bạn cũng phải nắm thật chắc về cái tham chiếu ha. Tham chiếu này
Thì cái mức thằng nào ưu tiên có mấy hình thức: có inline, có internal, có external, đúng không? Thằng nào cao nhất thì các bạn phải nhớ nhớ nha. Cái vấn đề thứ ba ngày hôm nay các bạn cũng phải nắm được chắc, đấy chính là khi mà thực hiện tác động để định dạng này, thì cú pháp này các bạn phải nắm được. Tức là tôi chọn cái màu đỏ, tức là các bạn chỉ vào cái cần tác động thì cái cần tác động là selector, đúng không? Một cái phạm vi tác động là nó nằm trong cặp giống nhọn này, đúng không? Và trong đó mỗi một cái tác động là một cái khai báo lên một thuộc tính nào đó, nó gọi là declaration. Mỗi một declaration thì phải kết thúc bằng chấm phẩy, ok chưa? Có thể có nhiều declaration khác nhau. Một declaration thì có phần thứ nhất là property, phần thứ hai là value, phần thứ hai này được gán cho cái phần property này dựa vào dấu hai chấm, ổn đúng không? Đó là cái nội dung chính của bài hôm nay là như vậy. Bữa sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trang về Yahoo Mail, được ha? Đây, trước khi kết thúc thì mình tham quan cái thằng Yahoo Mail cho biết, đúng không? Đây nha các bạn, mình sẽ gõ vào mail.yahoo.com, được ha? Nó vô đây bởi vì thằng này nó tự động nó vô đấy, thì các bạn chọn cái phần mà đăng là truy cập ẩn danh ấy, new incognito ha, incognito. Đây mình gõ vào mail.yahoo.com, đúng không? Thế thì đấy, cái trang này này, tại sao lúc nãy nó vô cái này mà vô kia? Tức là thằng này nó lập trình để thông minh hơn, tức là nếu mình cứ gõ mail.yahoo.com ấy mà nó thấy mình truy cập nhiều lần thì nó biết là mình vô để mình duyệt thư, dùng hộp thư email, hộp thư mail của Yahoo. Thì thay vì mình vô, mình vào đây xong rồi bấm vào đây nó mới ra cái trang lúc mà mình vô, nó tự động vô đây này, đúng không? Nó tự động vô đây, cho nên là nó muốn là mình nó cứ đọc được cái email.yahoo.com của mình từ lần thứ hai, thứ ba trở đi ấy, nó tự động nó chuyển vào trang đó, nó vô đây được. Mà trong khi mình thì nó thông minh quá, lại không đúng mong đợi của mình, đúng không? Mình đang muốn vô trang này, bữa sau thầy hướng dẫn các bạn làm cái trang này, được ha? Là trang này thì rất dễ, đúng không? Dùng các kỹ thuật bình thường là làm được rồi. Cho nên là mình phải truy cập ẩn danh đấy, ha, tức là mình không cho biết là mình truy cập từ thằng nào, tức là thông tin truy cập vào cái trang này của mình không được lưu lại bởi cái trình duyệt. Cho nên trong trường hợp như thế thì nó lại nghĩ rằng mình là ông mới chuẩn bị vô mail lần đầu, thế nó lại dụ dỗ mình bằng hình ảnh đẹp, đúng không? Thì các bạn bị cái trường hợp đó, các bạn cũng vô cái thằng này nhé. Thôi, cái bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc. Chào các bạn.